con người luôn nghĩ rằng trái đất là duy nhất và chỉ có trên trái đất mới tồn tại sự sống. Cho đến một ngày, những bí mật về sự sống trên mặt trăng rồi đến sao hỏa dần dần được hé lộ, thì con người mới chấn động rằng hóa ra vũ trụ rộng lớn này có quá nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Bạn đã biết hành tinh được mệnh danh là chị em sinh đôi với trái đất, trên sao Kim cũng có sự sống. Hôm nay, chúng ta hãy cùng giải mã sự xuất hiện của người phụ nữ đến từ sao Kim, Onyx Onyx. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Chắc mọi người đã từng nghe qua về cậu bé sao Hỏa. Năm 2004, một tờ báo của Nga Pravda đã công bố một tin vô cùng chấn động. Tờ báo cho biết một cậu bé chỉ mới 7 tuổi ở đất nước này rất có khả năng kiếp trước từng là người trên sao Hỏa. Boriska sinh năm 1996, cha mẹ của cậu bé biểu thị với giới truyền thông rằng chỉ vài ngày sau khi sinh ra, cậu bé đã biết ngẩng đầu, chưa đến 2 tuổi đã biết đọc và biết viết. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc nhất là ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng cậu bé từng nói với bố mẹ rằng kiếp trước mình là người trên sao Hỏa và từng sống trên hành tinh này. Hơn nữa, cậu bé còn có thể mô tả rõ ràng về trạng thái và những thứ cụ thể trên sao Hỏa mà mọi người chưa từng biết đến. Và khi cậu bé trao đổi với các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, khoa học gia đều cảm thấy rất khó tin với những điều Boriska nói. Ngay cả đến Stephen Hawking, nhà vật lý học vĩ đại nhất thế kỷ 21 cũng từng nói, cho dù cậu bé sao Hỏa có thực sự đến từ sao Hỏa hay không, thì những gì Boriska nói và kiến thức thiên văn của cậu bé đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Và Hawking tin rằng ông không phải là nhà khoa học duy nhất nghĩ như vậy. Thế nhưng, những trường hợp đáng kinh ngạc như vậy không chỉ có một. Trước Boriska rất lâu, từ năm 1991, Onyx Onyx, một phụ nữ người Mỹ, từng tuyên bố công khai rằng thực ra cô ấy là người đến từ sao Kim. Và cô ấy đến trái đất với sứ mệnh để giúp đỡ nhân loại. Điều quan trọng là, dựa vào những gì Onyx nói, nhiều hiện tượng bấy lâu nay không thể giải thích được dường như đã tìm được đáp án hợp lý. Hôm nay, tôi sẽ đưa mọi người bước vào một cuộc hành trình vũ trụ vô cùng kỳ diệu. Thế nên, trước khi bắt đầu, hãy hít thở thật sâu, hãy mở ra trí tưởng tượng của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau về niên đại mà trái đất vẫn còn chưa sinh ra nhé! Năm 1955, một năm liên tục diễn ra các sự kiện liên quan đến UFO trên trái đất và nhân vật chính của chúng ta hôm nay cũng cùng năm này đáp đến trái đất. Năm đó, Onyx 7 tuổi đến một ngôi đền khuất vắng ở Tây Tạng, học từ Lạt Ma cách thích nghi với áp suất khí quyển của trái đất, lực hấp dẫn. Ngôi đền này là nơi người ngoài hành tinh lui tới mấy nghìn năm nay để học cách thích nghi với trái đất. Mặc dù bề ngoài Onyx là một cô bé mới 7 tuổi, thế nhưng nếu tính với thời gian của trái đất, cô ấy đã 130 tuổi rồi. Thực ra, 130 tuổi cũng không phải già như chúng ta nghĩ, bởi vì tuổi thọ trung bình của người trên sao Kim bao khoảng 500 tuổi. Trong đền, ngoài việc học cách thích nghi với môi trường trái đất, cô ấy còn phải chủ động thích nghi với cơ thể của chính mình. Những động tác cơ bản, chẳng hạn như nói chuyện, ăn uống, đi vệ sinh, điều này vốn dĩ là những việc cơ bản mà trẻ con ở trái đất đều phải học, mà Onyx bây giờ mới đang học. Đó là bởi vì thực ra người sao Kim không có cơ thể vật lý, họ giống như sinh mệnh trí huệ, tồn tại dưới dạng linh thể và linh hồn. Họ gọi nó là duy độ tinh quang. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy chúng, nhưng không đồng nghĩa là chúng không tồn tại. Và vì để đến trái đất hoàn thành sứ mệnh của mình, Onyx phải nhanh chóng thích nghi với bộ da mới của mình. Một trong những sứ mệnh của Onyx là nói cho nhân loại biết một quãng lịch sử đã bị xóa đi. Onyx nói, hiện tại ngoài trên sao Kim có người ngoài hành tinh, thì sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ cũng có người ngoài hành tinh. Và những người ngoài hành tinh này rất lâu trước đây, từ bốn hệ ngân hà khác nhau đáp đến Thái Dương hệ của chúng ta. Thái Dương hệ lúc đó thậm chí còn chưa có trái đất. Sở dĩ họ đến Thái Dương hệ bởi vì trong vũ trụ có một đạo sư tâm linh hy vọng có thể đưa sinh mệnh nhân loại vào Thái Dương hệ. Vì thế mà họ mới đến đây. Điều đáng chú ý là những người ngoài hành tinh trên sao Kim, sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ hiện nay đều đã tiến hóa lên một duy độ mà con người không thể nhìn thấy được, duy độ tinh quang. Thế nhưng, khi mới đáp đến Thái Dương hệ, họ cũng từng thuộc duy độ vật chất. Về duy độ vật chất cũng chính là giai đoạn của trái đất hiện nay. Đó cũng là lý do vì sao hiện nay chúng ta có thể thấy một lượng lớn dấu tích các thành phố trên sao Hỏa và sao Kim. Bởi vì dấu tích những thành phố này
chính là do người ngoài hành tinh khi còn ở duy độ vật chất đã xây dựng nên. Chắc hẳn có người đang nghĩ, trên sao Hỏa có dấu tích của thành phố, điều này tôi biết. Nhưng chẳng lẽ trên sao Kim cũng có hay sao? Đúng, trên sao Kim cũng có, và thậm chí còn không ít hơn trên sao Hỏa. Về điều này chút nữa chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn. Trở lại với Omnic, cô ấy nói, lúc đó nền văn minh của người ngoài hành tinh trên sao Kim vốn đã phát triển đến một trình độ nhất định. Cho nên về chỉnh thể, họ vốn đã có thể nâng cấp lên duy độ tinh quang. Thế nhưng đúng lúc đó, một bộ phận người trên sao Kim, sao Thổ, sao Hỏa và sao Mộc không muốn nâng cấp lên duy độ tinh quang. Bởi vì thế giới, tầng duy độ vật chất mà họ đang sinh sống có chế độ giai cấp. Những người này không muốn từ bỏ những thứ họ đang nắm giữ. Vừa hay, trái đất lúc đó đã từ sao Chổi biến thành một hành tinh. Thế là những người không muốn nâng cấp duy độ và từ bỏ những cái mình đang nắm giữ này đã đến trái đất. Và nhân chủng của bốn hành tinh này chính là tổ tiên của nhân loại hiện nay. Sao Kim là chủng người da trắng, sao Hỏa là chủng người da vàng, sao Mộc là chủng người da đen, sao Thổ là chủng người da đỏ. Thế nên, theo cách nói của Omnic thì chúng ta đều là người ngoài hành tinh. Không chỉ như vậy, Omnic còn nói, thực ra nhân loại có hai năng lực vốn có, này đã biến mất. Một là thần giao cách cảm, hai là ký ức tiền kiếp. Trên thực tế, ít nhất thì hai năng lực này của con người này đã bị biến mất. Theo như cách nói của Omnic, thì bây giờ ít nhất chúng ta đã biết hai điều. Một là tất cả chúng ta đều là người ngoài hành tinh. Điều này dường như đã giải thích lý do tại sao bí ẩn về nguồn gốc của loài người vẫn luôn là một ẩn số, bởi vì chúng ta vốn dĩ không đến từ trái đất. Điều thứ hai là sở dĩ chúng ta hiện nay vẫn còn ở thế giới duy độ vật chất là do lúc đầu tổ tiên của chúng ta đã không muốn nâng cấp lên duy độ tinh quang, bởi vì họ là người được hưởng lợi ích từ chế độ giai cấp và họ muốn mãi duy trì chế độ này. Đó là lý do chúng ta đến nay vẫn ở thế giới tầng vật chất này. Theo như cách nói của Omnic, mặc dù chúng ta không nâng cấp lên duy độ tinh quang, thế nhưng vốn dĩ chúng ta vẫn sở hữu hai năng lực, đó chính là thần giao cách cảm và ký ức tiền kiếp. Vậy thì tại sao chúng ta lại mất đi những siêu năng lực này? Hóa ra, khi mà tổ tiên chúng ta đến trái đất chưa được bao lâu, một nền văn minh người ngoài hành tinh khác cũng đến trái đất. Cụ thể là nền văn minh nào thì Omnic nói rằng cô ấy không được phép tiết lộ, bởi vì nó không liên quan đến việc mà cô ấy phải làm. Những người ngoài hành tinh mới đến này với lớp người cao tầng của nhân loại cũng chính là những người được hưởng lợi ích đó đã đi đến thống nhất hợp tác với nhau. Họ muốn có thể khống chế nhân loại vĩnh viễn, như vậy mới có thể củng cố cái mà họ xem trọng nhất, đó là quyền lực. Thế nhưng hiển nhiên rằng nếu như mỗi người đều sở hữu năng lực thần giao cách cảm, thế thì họ không thể kiểm soát chúng ta một cách hiệu quả được. Và ngoài thần giao cách cảm ra, ký ức về tiền kiếp cũng là một điều khá phiền phức. Theo ông Nick, mỗi người chúng ta bao gồm người ngoài hành tinh đều có linh hồn tồn tại. Linh hồn là một năng lượng vô cùng thuần khiết, là thứ vĩ đại nhất của sáng thế chủ. Cho dù thân xác thịt này có thể chết đi, thế nhưng linh hồn là bất diệt. Mỗi người chúng ta trong thời gian có hạn của thân xác thịt này có thể trải nghiệm ý nghĩa của sinh mệnh, học hỏi từ những niềm vui và đau khổ. Bài học ở đời này xong rồi thì đời sau không bắt buộc phải trải qua nữa, cho đến một ngày khi bạn đã hoàn thành tất cả các bài học thì tiếp tục luân hồi chuyển sinh hoặc rời khỏi duy độ này để tiến lên một duy độ cao hơn. Các bạn có thể thấy những điều mà Omnic nói rất giống với những thuyết mà nhiều tôn giáo đang giảng. Trước tiên, rất nhiều tôn giáo cũng nhấn mạnh sự tồn tại của linh hồn và thế giới bên kia. Chúng ta cũng có thể thấy các câu chuyện khác nhau trong tôn giáo. Nhìn thấy những người vốn dĩ là người thường, thông qua không ngừng tu luyện đến cuối cùng trở thành thánh nhân. Giống như các Phật sống Lạt Bà ở Tây Tạng, sau khi tu thành, lúc viên tịch, cơ thể sẽ biến thành ánh hào quang bay lên. Nhục thân biến mất hoặc chỉ để lại một phần tóc, móng tay hoặc móng chân. Đó chính là hiện tượng hồng hóa nổi tiếng trong Phật giáo Tây Tạng. Những điều này dường như rất phù hợp với cái mà Omnic nói là hoàn thành bài tập của mình. Sau khi cao tăng biến thành ánh hào quang bay lên, chính là rời khỏi duy độ vật chất để lên một duy độ cao hơn. Trở về câu chuyện vừa nãy, những người ở tầng lớp cao tầng và những người ngoài hành tinh đến trái đất sau đó, họ phát hiện rằng nếu như nhân loại sở hữu những siêu năng lực này thì rất khó để kiểm soát một cách hiệu quả. Vì thế, họ đã thay đổi mã di truyền của con người, khiến cho đại não của con người chia thành hai phần, ngăn cách khả năng thần giao cách cảm và ký ức tiền kiếp.
Thế nhưng trước khi làm vậy, họ vẫn đem ký ức về lịch sử đã qua và trí huệ của nhân loại bảo lưu lại. Những ký ức tinh hoa nhất của nhân loại hiện nay vẫn đang nằm trong tay những người ở giai cấp cao. Chỉ có những người đó mới biết được. Ngoài ra, một nhân vật nổi tiếng thế giới Raymond Watkins, người được cho là có khả năng hiệu triệu UFO đến trái đất, cũng từng biểu thị rằng ông ấy thông qua cựu ước thánh kinh đã ngộ ra một điều rằng con người vốn sở hữu năng lực thần giao cách cảm. Mọi người có phát hiện rằng những người nói trên đây xem ra không liên quan đến nhau, thế nhưng dường như họ đều đang nói về cùng một vấn đề. Và theo như cách nói của ông Nick, người phụ nữ đến từ sao Kim này, việc cậu bé Poriska kiếp trước đến từ sao Hỏa cũng đã được lý giải một cách hợp lý. Trở về với sao Kim, ông Nick nói rằng trên sao Kim, ngoài người sao Kim thì thế giới của họ cũng giống như trái đất chúng ta, có cây cỏ, có động vật. Chỉ có điều do thế giới của họ hiện nay đã nâng cấp lên duy độ tinh quang, thế nên con người của chúng ta không thể nhìn thấy họ. Và nguyên nhân không nhìn thấy là do tần số rung động của duy độ tinh quang cao hơn tần số rung động của duy độ vật chất. Nói một cách đơn giản, do tần số rung động của cơ thể và thế giới của họ quá nhanh nên chúng ta không thể nhìn thấy được. Chúng ta có thể lý giải giống như mắt người, chỉ có thể nhìn thấy các sóng điện từ có tần số từ 400 đến 790 Hz. Chỉ cần vượt qua phạm vi này là chúng ta không thể nhìn thấy được. Cũng có chút giống với khái niệm linh hồn mà chúng ta thường nói đến. Điều đặc biệt là khi người sao Kim sờ vào những vật thể ở thế giới của họ, họ đều có thể cảm nhận được. Thế nhưng nếu đổi lại là người trái đất chúng ta sờ vào những vật thể ở thế giới của họ, chúng ta hầu như không cảm nhận được bất cứ điều gì, mà nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy giống như có vật gì đó vừa lọt qua. Và do tần số nơi họ sinh sống đặc biệt như vậy khiến họ không cần ăn, mà họ sẽ hấp thụ năng lượng trực tiếp từ vũ trụ. Hơn nữa, họ cũng mang bầu, sinh con, chỉ có điều thời gian mà họ mang thai sẽ dài hơn con người trái đất. Omnic nói rằng thậm chí cô ấy còn nhớ rõ môi trường lúc ở trong tử cung của mẹ là như thế nào. Ngoài ra, tim của người sao Kim đập nhanh hơn nhịp tim người trái đất. Liên quan đến người sao Kim, một kiến trúc sư từng tham gia xây dựng khu bí mật 51 của Mỹ, Finn Schneider, cũng từng công khai tiết lộ rằng trong căn cứ khu 51 có một người sao Kim. Ông ta nhìn giống người da trắng, có mái tóc bạch kim, thế nhưng tim của ông ta rất to và tuổi thọ trung bình khoảng 490 tuổi. Điều này với miêu tả của Omnic dường như là y hệt như nhau. Vậy thì, rút cuộc những người sao kim có tần số rung khác với người trái đất này. Làm thế nào để chuyển về tần số rung giống như người trái đất chúng ta khiến cho chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy họ? Về điểm này, Omnic nói rằng trên sao Kim có một thành phố gọi là Lôi Từ. Thành phố này là giao giới giữa duy độ tinh quang và duy độ vật chất. Nó là cánh cổng không gian cực lớn, là cầu nối giữa hai thế giới khác nhau. Khi người sao Kim hoặc người ngoài hành tinh ở các tinh cầu khác cần đến trái đất hiển hiện thân xác thịt của họ, trước tiên đều phải đến thành phố mang tên Lôi Từ này để tiến hành một quy trình giảm duy độ. Họ sẽ khiến cho tần số rung động của cơ thể mình giảm xuống thì nhục thân của họ sẽ hiển hiện ra. Và quá trình này là một quá trình vô cùng khó chịu. Khi mà nhục thân hiển hiện rồi, Omnic đáp một phi thuyền đến Tây Tạng. Phi thuyền này chính là UFO mà chúng ta thường nói đến. Và Omnic còn đặc biệt giới thiệu nguyên lý hoạt động của UFO. Hóa ra, UFO của họ không sử dụng nhiên liệu. Họ vận dụng nguyên lý lực từ để phi hành. Đây là một loại năng lượng rất sạch. Ngoài ra, bình thường con người không thể nhìn thấy UFO được. Nguyên nhân cũng liên quan đến tần số rung động. Giống như cánh quạt của quạt điện, khi đang quay ở tốc độ rất cao, chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy phía sau cánh quạt là gì. Đĩa bay cũng như vậy, chỉ khi đĩa bay giảm tần suất, chúng ta mới có thể nhìn thấy nó. Sau khi Omnic đến Tây Tạng học xong, cô ấy được sắp xếp đến Tennessee, thay thế một cô bé vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Thay thế ở đây không phải là phục trang giống bề ngoài của cô bé, mà là thay thế thân phận của cô bé này. Cô bé này từ nhỏ được bà ngoại một mình nuôi nấng, hơn nữa họ sinh sống ở một nơi rất vắng vẻ, thế nên việc này cũng không có mấy người biết. 35 năm sau đó, ông Nick sống một cuộc sống giản dị bình thường, chờ đợi thời cơ đến. Cuối cùng, đến năm 1990, ông Nick được thông báo rằng đã đến lúc nói cho con người sứ mệnh của mình.
Sứ mệnh của cô ấy là nói cho con người biết quãng lịch sử đã bị xóa nhòa, để thức tỉnh con người, bởi vì họ đã nhìn thấy quá nhiều thế giới duy độ vật chất. Đến khi văn hóa của họ phát triển đến một giai đoạn nhất định, do duy độ về tâm hồn không nâng cao lên, đạo đức xa hóa mà đi đến con đường diệt vong. Nếu như chúng ta biết được chân tướng sự thật, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đồng thời nâng cao duy độ về linh hồn, vậy thì chúng ta có thể ngăn cản sự tiến gần đến hủy diệt. Omnic cũng biết rằng, con người sống trong thế giới duy độ vật chất là chúng ta đây, là dùng các giác quan vật lý bên ngoài để nhận thức thế giới. Thế nhưng, sao Kim mà Omnic miêu tả lại không nằm trong phạm vi con người có thể nhìn thấy. Thế nên, cô ấy có thể hiểu được nguyên nhân mà đại bộ phận con người trên trái đất khó mà tin được những gì cô ấy nói. Thế nhưng, điều mà cô ấy làm được là nói cho chúng ta biết còn con người có thể lựa chọn tin hay không tin. Một điều quan trọng là, một cư dân mạng đã từ ảnh chụp sao Kim từ vệ tinh Magellan của NASA phát hiện di tích của nhiều kiến trúc. Anh ấy còn sử dụng kỹ thuật 3D trên máy tính phục hồi lại diện mạo của những kiến trúc này. Sau khi phục hồi, chúng ta có thể nhìn thấy các góc vuông của kiến trúc. Đây khó có thể là diện mạo được hình thành bởi các hoạt động địa lý tự nhiên. Đánh giá từ khoảng cách rất gần nhau của các kiến trúc này, ở đây rất có thể nguyên là một thành phố. Khi so sánh với di tích kiến trúc cổ đại trên trái đất, thật sự có thấy có chút giống nhau. Đến cả cột đá thần bí trên mặt trăng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy xuất hiện trên sao Kim. Chúng ta đều biết sao Kim là hành tinh gần mặt trời thứ hai, nhiệt độ bề mặt của nó cao tới 462 độ. Hơn nữa, bầu khí quyển của sao Kim còn bị bao trùm bởi những đám mây axit sulfuric, có thể nói là nơi tương đối không thích hợp cho sinh mệnh phát triển. Thế nhưng ngay gần đây, các khoa học gia khắp nơi trên thế giới từng người một đứng ra công khai nói rằng 3 tỷ năm trước đây, thực ra sao Kim cũng giống như trái đất là một hành tinh tràn đầy nước. Mãi cho đến 700 triệu năm trước, sao Kim mới đột nhiên biến thành hình dạng như hiện nay. Liên quan đến việc rút cuộc do đâu mà sao Kim có sự biến hóa khốc liệt như vậy thì cho đến nay các khoa học gia vẫn chưa có cách nào biết được. Cho dù những điều mà Omnic, người phụ nữ đến từ sao Kim nói ra thực sự khiến cho con người quá chấn động, thế nhưng trong sự miêu tả của cô ấy lại vô cùng logic. Cộng với dấu tích, các thành phố được chụp lại qua vệ tinh, sự xác nhận của khoa học gia sao Kim là một tinh cầu tràn đầy nước. Vậy thì có lẽ nào có một khả năng chính là trên sao Kim thật sự có tồn tại người ngoài hành tinh. Sau khi họ nâng cao duy độ, đã thông qua một hình thức kỹ thuật cao hơn để tồn tại trên sao Kim. Chỉ là giai đoạn hiện tại của nhân loại, chúng ta không có cách nào nhìn thấy họ mà thôi. Video của mình đến đây là tạm dừng rồi. Vũ trụ thật sự quá rộng lớn và kỳ bí đúng không bạn? Nếu bạn cũng là người thích khám phá sự vô hạn này, hãy đăng ký kênh ngay để nhận được thông báo đầu tiên khi có video mới nhé. See ya!